Quý bạn đọc thân mến, chào mừng các bạn trở lại với chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Thực hiện theo lời Bác, đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ trong ngành văn hóa thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn ngày 28 tháng 8 năm 1945 làm ngày truyền thống để khắc ghi dấu mốc hình thành cơ quan nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin gắn liền với sự ra đời bộ máy chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao, sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa thông tin, từ đó khơi dậy lòng tự hào và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020, Thư viện tỉnh Đồng Tháp mời quý bạn đọc, đặc biệt là các anh chị em đang công tác trong lĩnh vực văn hóa thông tin, tham gia chương trình kỳ thứ 3 mang chủ đề 75 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin. Quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia: quý bạn đọc sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ thứ 3 ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến 9 giờ thứ 5 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Hình thức tham gia: trực tuyến. Bước 1, đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2, xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C, đồng thời dự đoán số người tham gia chương trình. Bạn đọc để lại thông tin họ và tên cùng số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Và ngay bây giờ, mời quý bạn đọc cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin là ngày tháng năm nào? A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945. B. Ngày 18 tháng 8 năm 1945. Và C. 28 tháng 8 năm 1945. Câu 2. Năm 2020 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày truyền thống ngành văn hóa thông tin? A. 73 năm. B. 74 năm. Và C. 75 năm. Câu 3. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Đó là câu nói của ai? A. Chủ tịch Hồ Chí Minh. B. Ông Trần Huy Liệu. Và C. Ông Lưu Hữu Phước. Câu 4. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được thành lập vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 28 tháng 8 năm 1945. B. Ngày 31 tháng 7 năm 2007. C. Ngày 24 tháng 11 năm 1946. Câu 5. Hãy cho biết ngày thể thao Việt Nam là ngày tháng năm nào? A. Ngày 28 tháng 3 hàng năm. B. Ngày 27 tháng 3 hàng năm. Và C. Ngày 26 tháng 3 hàng năm. Câu 6. Hãy cho biết ngày gia đình Việt Nam là ngày nào? A. Ngày 20 tháng 3 hàng năm. B. Ngày 26 tháng 8 hàng năm. C. Ngày 28 tháng 6 hàng năm. Câu 7. Hãy cho biết ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam là ngày nào? A. Ngày 7 tháng 9 hàng năm. B. Ngày 9 tháng 7 hàng năm. C. Ngày 28 tháng 8 hàng năm. Câu 8. Hãy cho biết ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là ngày nào? A. Ngày 21 tháng 4 hàng năm. B. Ngày 23 tháng 4 hàng năm. C. Ngày 28 tháng 8 hàng năm. Câu 9. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nước ta hiện nay là ai? A. Ông Nguyễn Ngọc Thiện. B. Ông Phùng Xuân Nhạ. C. Ông Nguyễn Văn Hùng. Câu 10. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước, là
nội dung được nêu trong văn bản nào? A. Quyết định số 208 ngày 27 tháng 1 năm 2014. B. Nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014. C. Hồ Chí Minh toàn tập.